Sáng ngày 18 tháng 9, thầy Minh Tuệ vẫn tiếp tục đi khất thực như thường lệ, theo thông tin từ người dân ở Nha Trang. Khi thầy đến ngã ba chân núi, thầy lại rẽ vào con đường dẫn qua nghĩa địa để tiếp tục hành trình. Sau khi đi được một đoạn, thầy đến trước một gia đình có người đàn ông khoảng 30 tuổi đang tập thể dục ngoài sân. Khi thấy thầy Minh Tuệ, người đàn ông rất vui mừng và liền gọi những người trong nhà ra. Người vợ cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Khi thấy thầy Minh Tuệ, chị ấy cũng rất mừng và xin thầy đợi một chút. Chị vội vàng chạy vào bếp, trong khi người chồng cũng vào nhà. Ngay sau đó, chị vội vàng chạy vào bếp, mất khoảng 10 phút mới quay lại để cúng dường cho thầy Minh Tuệ. Hôm nay, chị cúng dường thầy một hộp cơm trắng, một bọc rau muối xào và thêm một bọc chao. Vì gia đình không ăn chay nên trong bếp cũng chẳng có gì sẵn, chị chỉ có thể làm những món đơn giản này để cúng dường thầy. Thấy vậy, người chồng từ trong nhà chạy ra, mang theo một bọc nước vừa đưa cho thầy. Sau khi thầy Minh Tuệ nhận những món đồ ăn thức uống, thầy chúc phúc cho gia đình rồi tiếp tục hành trình. Khi thầy vừa quay đầu đi, chị vợ liền lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Mặc dù chị gọi một lúc, thầy Minh Tuệ vẫn tiếp tục đi tiếp. Thầy Minh Tuệ tiếp tục đi và đến trước một ngôi nhà khác, nơi có một cô gái trẻ, khoảng 19 đến 20 tuổi, đang đứng trước cửa. Khi thấy thầy, cô gái vui mừng gọi, "Thầy ơi, thầy ơi." Thầy liền đi đến, cô gái này mới kêu thầy đợi một chút rồi vội chạy vào bếp. Sau một lúc tìm kiếm, cô quay ra phía trước nhà và gom những đồ ăn, thức uống trên bàn thờ để cúng dường cho thầy. Theo như được biết, sáng nay cô đã chuẩn bị một bọc chôm chôm, một chiếc bánh đậu và thêm một chiếc bánh trung thu để cúng dường. Thầy nhìn thấy bánh trung thu liền hỏi, "Cái này là chay hay mặn?" Cô gái nhanh chóng trả lời, "Bánh chay, thầy cứ yên tâm." Nghe vậy, thầy mỉm cười và nhận lấy. Thầy Minh Tuệ tiếp tục hành trình và đến trước một ngôi nhà, nơi hai vợ chồng đang đứng chờ. Khi thấy thầy, họ vui mừng gọi thầy lại gần. Ngay lập tức, người vợ chạy vào trong nhà và mang ra một hộp cơm trắng, kèm theo sơ đũa xào và thêm một món mặn là chả lụa kho sả nghệ, được cắt nhỏ, theo như lời của người chồng miêu tả. Họ còn đưa thêm cho thầy một bọc canh bầu. Thầy Minh Tuệ nhận thấy sự chân thành của gia đình, liền bỏ tất cả vào nồi cơm điện của mình. Khi đã nhận đủ đồ ăn thức uống, thầy chuẩn bị quay đầu đi về ngọn núi thì bất chợt nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Quay lại, thầy thấy khoảng 10 cô bác đang chạy đến, vừa thấy thầy họ liền dừng lại, vui mừng được gặp gỡ và chào đón thầy. Trong nhóm cô bác đó, ai nấy đều rất mừng rỡ và thở hổn hển sau khi chạy đến gặp thầy Minh Tuệ. Trên tay mỗi người đều cầm một bọc đồ cúng dường. Trong số những món thầy nhận được ngày hôm nay có bún xào chay, bánh xèo chay và một hộp bánh tầm khoai. Một trong số đó còn mang theo bọc trái cây gồm 2 trái mãng cầu và 2 trái thanh long. Ngoài ra, còn có thêm một bọc trái cây khác với thanh long và chôm chôm. Một số cô bác khác thì cúng dường thầy Phai Môn và kèm thêm một hộp bánh trung thu gồm 4 loại bánh khác nhau. Theo lời kể của một người trong nhóm, sáng nay các cô bác đã cúng dường cho thầy rất nhiều đồ ăn thức uống, ai cũng vui mừng khi thấy thầy Minh Tuệ. Thấy thầy, một số cô bác đề nghị thầy ở lại chơi một lúc để họ có cơ hội hỏi thăm. Thầy Minh Tuệ, mặc dù rất muốn ở lại, nhưng ánh mắt thầy thể hiện chút tiếc nuối. Thầy chỉ đáp lại những câu hỏi thông thường, không có gì đặc biệt, và khi cô bác yêu mến hỏi thăm, thầy chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng quay trở lại con đường dẫn về núi. Tiếp theo, tôi xin gửi đến quý khán giả những thông tin mới nhất về hành trình thiện nguyện của anh Thình và những người bạn. Sau gần 2 ngày di chuyển không ngừng nghỉ từ Gia Lai ra Bắc, tối qua, đoàn đã đặt chân đến thành phố Lào Cai, nơi giáp ranh với biên giới Trung Quốc. Dù phải trải qua một hành trình dài và mệt mỏi, đoàn thiện nguyện đã không hề chùn bước, quyết tâm đến nơi để kịp thời hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn. Trong hoàn cảnh này, một đại gia nổi tiếng tại vùng biên giới Lào Cai đã biết đến sự hiện diện của đoàn và không ngần ngại mời cả đoàn vào nhà dùng cơm. Được biết, cả hai vợ chồng đều là những người vô cùng yêu mến và kính trọng thầy Minh Tuệ cũng như các vị chân tu. Họ hiện là chủ sở hữu của một ngôi biệt thự 7 tầng tráng lệ, nằm ngay vị trí đắc địa với tầm nhìn hướng thẳng ra sông Hồng và cầu Cốc Lếu.
Đây được coi là một trong những biệt thự lớn nhất tại thành phố Lào Cai, nổi bật không chỉ bởi quy mô mà còn bởi vẻ đẹp sang trọng. Ngoài ra, hai vợ chồng còn điều hành một công ty riêng, thể hiện sự thành đạt và vị thế của họ trong cộng đồng. Vị đại gia đã thể hiện sự hiếu khách nồng hậu bằng cách mời cả đoàn đến thưởng thức một bữa cơm ấm cúng, đầy ắp tình cảm. Bữa cơm được chuẩn bị chu đáo với những món ăn đặc sản độc đáo của vùng Lào Cai, mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc. Không chỉ dừng lại ở việc chiêu đãi, vị chủ nhà còn tận tình trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, văn hóa địa phương, đồng thời giới thiệu về những nét đặc trưng của vùng đất nơi biên giới. Những lời chỉ dẫn quý báu của anh chị đã giúp đoàn thiện nguyện có cái nhìn sâu sắc hơn về nơi họ đến. Sáng nay, đoàn thiện nguyện sẽ tiếp tục hành trình đầy ý nghĩa của mình, xuất phát đến các vùng bị ảnh hưởng bởi bão ở Lào Cai để trao tận tay những phần quà và tiền mặt hỗ trợ cho bà con nơi đây. Chúng ta gửi đến đoàn những lời chúc tốt đẹp nhất, mong rằng họ sẽ có một chuyến đi suôn sẻ, bình an và mang lại niềm vui, sự an ủi cho những người dân đang cần sự giúp đỡ. Chúc đoàn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng và hành trình của họ sẽ đong đầy tình thương, lòng nhân ái, góp phần xoa dịu những khó khăn, mất mát mà bà con đang trải qua. Mời quý vị xem chương trình tiếp theo ngay sau đây. Luật sư Hoàng Duy Hùng và Thích Huệ Thuận tranh cãi gay gắt, rất cần quý Phật tử phân xét. Hôm qua luật sư Hoàng Duy Hùng đã lên sóng với những chia sẻ quan trọng. Ông kể lại rằng tối hôm trước, một người bạn ở nước ngoài đã gửi cho ông một đường link về sư Huệ Thuận. Trong đó, sư Huệ Thuận đã phản biện và quy kết ông Hùng là một người hồ đồ và chống phá đạo Phật. Tuy nhiên, luật sư Hùng chỉ trích một đoạn ngắn từ video này vì không thể chia sẻ toàn bộ clip do lo ngại về việc vi phạm bản quyền. Ông Hùng đã trình bày với khán thính giả để họ tự xem xét và đánh giá liệu đây có phải là một sự phản biện chính đáng hay chỉ là sự quy chụp vô căn cứ. Nếu muốn nói ai đó phá đạo, thì cần phải có bằng chứng rõ ràng, nếu không thì đó chỉ là sự quy chụp. Luật sư cũng bày tỏ sự kính trọng đối với chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý Phật tử và những người yêu mến đạo Phật. Huệ Thuận trong video của mình đã lên tiếng phản biện lại luật sư Hùng sau khi hai ngày trước, ông Hùng đã đăng một video nói về Huệ Thuận. Huệ Thuận cho biết rằng có nhiều Phật tử đã gửi câu hỏi đến ông để đáp trả lại những điều mà luật sư Hùng đã nói. Luật sư Hoàng Duy Hùng đã dùng những từ thuộc loại ma tăng và xàm tăng khi nói về các tu sĩ Phật giáo. Tuy nhiên, ông Hùng lại không tập trung vào một cá nhân cụ thể mà chỉ nói chung chung về các tu sĩ. Liệu luật sư Hoàng Duy Hùng có đánh phá tôn giáo hay không? Theo lời của Huệ Thuận, câu trả lời là chắc chắn rồi. Ông ta nhấn mạnh rằng luật sư Hoàng Duy Hùng, người được biết đến như một tiến sĩ luật ở Mỹ, đã về Việt Nam và có gia đình với tổng cộng 3 con và 2 vợ. Huệ Thuận cho rằng những gì luật sư Hùng nói về ông là hết sức hồ đồ và mục đích công kích Phật giáo. Luật sư Hùng tiếp lời và phản bác như sau. Huệ Thuận đã làm một video cùng Tạ Kim Anh từ trong một phòng khách sạn và Huệ Thuận khẳng định rằng có một người đi theo, vào đó chỉ để chào hỏi, nhằm giữ giới luật. Nhưng câu hỏi đặt ra là, tôi có bao giờ nói Huệ Thuận vi phạm giới tà dâm hay không? Trong chính clip mà Huệ Thuận đăng tải, tôi đã nói rằng điều này dễ gây hiểu lầm. Ngũ giới của Phật giáo có giới thứ 3 là không được tà dâm, và tôi chỉ nói rằng đừng suy diễn vấn đề quá mức. Tôi đã nói rất rõ ràng như vậy, nhưng điều này vẫn dễ dẫn đến ngộ nhận. Nếu là một nhà sư thì phải khôn khéo trong hành động. Huệ Thuận nói rằng mình rất khôn khéo, có người đi theo rồi mới vào lấy điện thoại. Nếu khôn khéo như vậy thì tôi chúc mừng, nhưng thật ra có nhiều cách khôn khéo hơn. Tại sao không nhờ người đó lấy điện thoại thay? Tại sao không làm stream ở một nơi công cộng mà lại chọn phòng khách sạn? Thế tôi có kết án Huệ Thuận chưa? Tôi chỉ khẳng định rằng đây là một tình huống dễ dẫn đến hiểu lầm, đặc biệt là với một người phụ nữ mà nhiều người đã chú ý. Người phụ nữ này trước kia đã từng đến tận nhà cha mẹ sư Minh Tuệ, tuyên bố rằng muốn phụng dưỡng họ, nhưng chỉ vài tháng sau đã quay ngoắt 180 độ, đi cùng Huệ Thuận sang Ấn Độ. Người đã công kích và nhục mạ sư Minh Tuệ, gọi thầy là kẻ tu đầu đường xó chợ, mặc áo phân lô bán nền. Điều này dấy lên thắc mắc mà tôi đã gọi cô ta là ma nữ đó là quyền của tôi. Bởi lẽ,
khi một người thay đổi thái độ 180 độ chỉ trong vài tháng, ai cũng sẽ nghi ngờ. Quê Thuận làm video cùng người này, khẳng định có người khác đi theo, nhưng những gì diễn ra trong các clip thì người ngoài không thể thấy. Quê Thuận nói rằng mình rất khôn ngoan, thì cứ khôn ngoan đi. Nhưng tôi có kết án Quê Thuận vi phạm giới thứ ba không? Tôi đã nói rồi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, bởi vì ngay từ đầu tôi đã khẳng định rằng tình huống này dễ gây ngộ nhận. Thứ hai, Quê Thuận nói rằng Hoàng Duy Hùng đánh phá tôn giáo. Điều này hoàn toàn là một sự chụp mũ rõ ràng. Trước đây, Hoàng Duy Hùng đã lên tiếng không biết bao nhiêu lần, không chỉ một mà rất nhiều clip, về các linh mục tuyên bố rằng lũ lụt là sự trừng phạt của Thượng Đế vì nhà nước không tuân theo ý muốn của Ngài. Tôi đã lên án mạnh mẽ những lời lẽ đó, tôi lên án các linh mục đã nói như vậy. Nhưng liệu người ta có bảo rằng tôi đánh phá Thiên Chúa giáo không? Hãy nhớ rằng, tôi chỉ phê phán từng đoạn cụ thể, từng lời giảng cụ thể mà thôi. Đó là việc xây dựng để ngăn chặn những tiêu cực, chứ không phải là đánh phá tôn giáo. Tôi cũng đã từng nói về Phật giáo, rằng Phật giáo đã truyền vào Việt Nam từ hàng ngàn năm nay, đồng hành và có công với dân tộc. Phật giáo đã góp phần trấn giữ những cuộc xâm lược từ phương Bắc đối với dân tộc Việt Nam. Tôi ngưỡng mộ điều đó, thế thì tại sao lại bảo tôi đánh phá Phật giáo? Những người nghe chương trình của tôi 99% trong số họ ủng hộ quan điểm này. Tôi có nói rằng con sâu làm rầu nồi canh, rằng có những ma tăng, những kẻ mượn đạo tạo đời như Huệ Thuận. Tôi đã chỉ đích danh như Thích Chân Quang chẳng hạn. Thì đó đâu phải là đánh phá Phật giáo, vì chính Đức Pháp Chủ Thích Trí Quảng cũng đã nêu lên những điều tương tự. Vậy tại sao Huệ Thuận lại chụp mũ cho tôi rằng tôi đánh phá Phật giáo? Khi mà những vị sư như Thích Chân Quang lại dám nhục mạ tiền nhân, gọi Ngài Lý Thường Kiệt, một thánh nhân của lịch sử Việt Nam, là hỗn láo với Trung Quốc, gọi Trung Quốc là anh, Việt Nam là em, thì Huệ Thuận có dám lên tiếng không? Rồi ông ta lại so sánh Tăng Đoàn như là một bụi mía. Một vị sư mà ăn nói như thế, rồi đi giảng đạo, chỉ cần có một khúc mía, người ta cắm xuống đúng chỗ, nó mọc lên, trở thành một cây mía, rồi thành một bụi mía, cũng được ví như Tăng Đoàn là một bụi mía. Ông ta nói rằng không nên trồng riêng lẻ, và rồi ông ta lại nhục mạ sư Minh Đạo. Thế thì, đó có phải là một người có đạo đức cao quý của nhà Phật không? Rồi ông ta còn dám gọi hạnh đầu đà của sư Minh Tuệ với chiếc áo ba y một bát là phân lô bán nền. Tấn công không chỉ vào sư Minh Tuệ, mà còn vào cả hạnh đầu đà mà Đức Phật đã để lại. Trong một đoạn clip, Huệ Thuận nói rằng ông ta giỏi về Phật giáo gấp ngàn lần Hoàng Duy Hùng. Đúng rồi, càng biết nhiều thì càng có khả năng đánh phá Phật Pháp một cách tinh vi hơn. Và chính là Huệ Thuận, tôi gọi ông ta là một con ma tăng, có đúng không? Khi Huệ Thuận nói rằng ông ta có lý luận, tôi hỏi, lý luận ở đâu? Không có lý luận, chỉ có chụp mũ mà thôi. Ông ta còn đưa ra đủ thứ đồ này nọ để biện minh cho những việc làm của mình ở Ấn Độ khi làm stream với Tạ Kim Anh và nói rằng, ôi, tôi làm cái này ai cũng biết. Đương nhiên, lúc đó những người xung quanh có thể biết, nhưng còn những người xem qua màn hình truyền hình thì sao? Có bao nhiêu người thực sự hiểu rõ? Chính điều này mới dễ gây ngộ nhận. Thay vì tự soi gương và học hỏi từ những sai lầm, ông ta lại chụp mũ người khác là hồ đồ. Rồi còn nói tôi đánh phá Phật giáo nữa. Tôi đã bao giờ đánh phá Phật giáo chưa? Nói về những ma tăng mượn đạo tạo đời không có nghĩa là đánh phá Phật giáo. Cũng như khi tôi nói về các linh mục mượn đạo tạo đời làm những việc không đúng, điều đó cũng không có nghĩa là đánh phá Thiên Chúa giáo. Tôi đã nói rất rõ ràng như thế đấy, Huệ Thuận à. Nhưng Huệ Thuận thì đã là ma tăng rồi, vì trình độ của ông ta chỉ có đến thế mà thôi. Huệ Thuận có nói rằng tôi là gì đó, tôi chẳng cần biết, bởi vì tôi không cần khen hay chê từ bất kỳ ai. Tôi là tôi. Nhưng tôi bảo vệ một người mà tôi vô cùng kính trọng, đó là sư Minh Tuệ, người đã tu hành hạnh đầu đà một cách rất khó khăn. Thế mà Huệ Thuận lại nói, ông Hùng, ông ngưỡng mộ sư Minh Tuệ như vậy, ông ngưỡng mộ sư Minh Đạo như vậy. Ông nói rằng ông noi gương bắt chước sư Minh Đạo nhẫn nhịn, thì ông hãy bắt chước tu hành đầu đà luôn đi. Đúng là tào lao, không hề học về lý luận, không hiểu gì về lý luận cả. Ngưỡng mộ là quyền của mỗi người,
còn thực hành chuyện đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Tôi ngưỡng mộ hạnh đầu đà, nhưng không có nghĩa là tôi phải thực hành hạnh đầu đà. Tôi ngưỡng mộ những giáo lý của Đức Phật, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải quy y Tam Bảo, trở thành Phật tử, hiểu không? Tôi ngưỡng mộ Sư Minh Đạo, tôi ngưỡng mộ Sư Minh Tuệ, đó là quyền của tôi. Tôi là một người Thiên Chúa giáo, tôi ngưỡng mộ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải đi tu theo hạnh đầu đà và mặc áo phân lô bán nền như Huệ Thuận nói. Ông ta tự nhận là giỏi về Phật Pháp hơn tôi, ông ta giỏi đến mức mà có thể tuyên truyền những điều như vậy, thì tôi gọi đó là ma Pháp, được không? Được chứ. Tôi ngưỡng mộ Sư Minh Tuệ, tôi ngưỡng mộ giáo lý của Đức Phật, và điều đó hoàn toàn chính đáng. Vậy mà ông lại bắt bẻ rằng, nếu tôi ngưỡng mộ như vậy thì tôi phải thực hành như vậy. Điều này cho thấy rõ tâm địa cùng cằn, đầu óc hẹp hòi của ông, một con người không đáng được gọi là con người, chứ chưa nói đến là một vị sư. Đây chính là kiểu người tiểu nhân, mượn đạo tạo đời. Nếu không khoác lên mình chiếc áo của nhà Phật, thì cái tên tiểu nhân này chẳng là gì trong xã hội. Tôi khẳng định như thế, thứ tiểu nhân, ăn nói chục mũ, quy chục lung tung, chẳng có giá trị gì đối với tôi. Khán thính giả của tôi cũng đã hiểu rõ ông là ai, và tôi thì càng hiểu quá rõ rồi. Tôi chẳng thèm đôi co với ông, vì kiểu người như ông không có trình độ, chỉ biết chụp mũ lung tung, lại còn đi kè kè với ma nữ Tạ Kim Anh, như thế là đủ hiểu rồi. Loại người này, đối với tôi đã nhìn thấu từ lâu, chỉ biết tìm kiếm vật chất, quyền lợi, quyền lực, ham danh, mà chẳng có chút gì gọi là tu hành thật sự. Huệ Thuận mà tu, nên quý khán thính giả cũng đã nghe rồi đó. Huệ Thuận lý luận như vậy, và tôi cũng đã trả lời với những người cứ xúi dục rằng tôi phải lên tiếng về vị sư này, vị sư nọ. Tôi chỉ nói đơn giản như thế thôi mà cũng đã bị quy chụp là đánh phá Phật giáo, thì đủ hiểu rồi. Chính vì thế tôi đã nói, tôi hạn chế việc lên tiếng về những vị mà tôi cho rằng mượn đạo tạo đời như Huệ Thuận. Tôi hạn chế trong chuyện đó. Còn với những vị sư khác, có người nghĩ rằng có thể kích động tôi, nhưng tôi hiểu rõ vì thế rất nhạy cảm của mình. Tuy nhiên, khi cần, tôi vẫn sẵn sàng lên tiếng, vạch trần những kẻ mượn đạo tạo đời như Ma Tăng Thích Huệ Thuận. Lời tôi nói rất rõ ràng, Huệ Thuận lý luận về Phật Pháp không có, mà cứ đòi làm thầy người ta. Thí dụ như, ông ta gọi Tăng Đoàn là một bụi mía. Đức Giê-xu có nói, ta là cây nho, các con là cành, ngành nào mà tách rời khỏi cây thì ngành đó khô héo. Thế mà, ông ta lại so sánh các vị tăng với một bụi mía, một sự so sánh đầy thiển cận. Khoa học còn không hiểu, huống chi là Phật Pháp. Rồi ông ta còn gọi áo ba y một bát của Sư Minh Tuệ là phân lô bán nền. Đúng là tư duy của kẻ chỉ biết đến tiền bạc. Thế mà giờ còn muốn phản biện, nhưng đó đâu phải là phản biện, mà là chụp mũ, không có lý luận. Hãy trả lời dùm tôi những điều tôi đã nêu. Tại sao lại gọi Tăng Đoàn là bụi mía? Và hãy giải thích tại sao áo ba y một bát mà Đức Phật đã để lại bị gọi là phân lô bán nền? Nếu nói vậy thì chẳng phải ông ta đang tấn công vào lời dạy của Đức Phật hay sao? Còn chuyện ông ta đi vào khách sạn với Tạ Kim Anh, tôi đã nói rồi, tôi không có thấy. Nhưng tôi đã từng khuyên đừng suy diễn chuyện đó đến giới thứ ba. Tôi nói rõ ràng, đừng nghĩ như vậy. Nhưng nếu là một vị sư thì nên hành xử sao cho không gây ngộ nhận. Làm stream thì có cách làm, ngoài việc đến đó, nhờ ai đó đi cùng, được không? Được, nhưng nếu không làm, để rồi gây ngộ nhận, thì phải tự chịu lấy hậu quả. Làm như vậy, người ta sẽ suy diễn thêm, thì sao? Đó là do chính mình tạo nên, đó là nhân quả. Vậy mà vẫn không hiểu, lại còn tiếp tục nói càn, nói bừa, không có thiện tâm, không có sự phục thiện. Thứ người như vậy, tôi gọi là ma tăng, và đã quá đủ rồi. Những gì mà Huệ Thuận nói khác biệt hoàn toàn với những lời của Đức Pháp Chủ Thích Trí Quảng. Đức Pháp Chủ Thích Trí Quảng, với sự ấm áp và sâu sắc trong lời nói, đã thấm nhuần Phật Pháp và hiểu sâu về tâm lý xã hội. Một con người hiểu biết như vậy, khi nói chuyện, người ta thấy rõ đó là người tu thật. Còn khi nghe Huệ Thuận nói, ai cũng nhận ra ngay đó là một kẻ mượn đạo tạo đời. Trước đây, dư luận cũng đã đồn rằng Huệ Thuận từng bị Đức Pháp Chủ Thích Trí Quảng đuổi khỏi chùa
có lẽ chuyện này là thật. Huệ Thuận có thể gọi tôi là hồ đồ hay không hiểu gì về Phật Pháp, tha hồ mà nói. Nhưng tôi đã nói rồi, bất kỳ ai tấn công vào hạnh đầu đà của sư Minh Tuệ hay sư Minh Đạo, tôi đều sẽ lên tiếng. Việc tôi lên tiếng không phải vì danh vọng cá nhân mà vì duyên số mà thôi. Khán giả là những người quan sát và là những trọng tài công minh nhất. Tôi cũng muốn chia sẻ một điều nhỏ nhưng quan trọng để mọi người thấy rõ bản chất lưu manh của Huệ Thuận. Ông ta nói tôi là người Thiên Chúa giáo có 2 vợ và 3 con. Đây là một sự bịa đặt. Sự thật là tôi có 2 đời vợ và 3 con với người vợ trước, chứ không phải 2 vợ cùng chung sống. Nếu nói không khéo, người ta có thể hiểu sai, nghĩ rằng tôi đang có 2 vợ. Đây chính là kiểu nói năng mượn đạo tạo đời, thiếu chững chạc và minh bạch của Huệ Thuận khi nói về tôi. Tôi đã nói rất rõ ràng, và tôi mong rằng Huệ Thuận, với tư cách là một nhà sư, phải biết cách ăn nói đàng hoàng. Huệ Thuận đã nói rằng tôi, Hoàng Duy Hùng, là người Thiên Chúa giáo, có 2 vợ và 3 con, nhưng thực tế là tôi chỉ có 2 đời vợ, và 3 người con là với người vợ trước. Việc bịa đặt và ám chỉ như vậy là hành vi lưu manh, không đáng mặt một người tu hành. Tôi đã thừa nhận rằng cuộc hôn nhân trước của tôi đã không thành công, và tôi mới có cuộc sống hiện tại. Điều đó có gì sai? Là một lãnh đạo tinh thần, một vị sư Phật giáo, Huệ Thuận cần phải cẩn trọng trong lời nói để tránh gây hiểu lầm. Tôi đã nói rất rõ, nhưng nếu ông ta vẫn cố tình không chấp nhận, thì rõ ràng ông ta đang cố tình gây hiểu nhầm và không có thiện chí. Tôi đã nói rồi, tôi là một người Thiên Chúa giáo, nhưng vì duyên tôi mới lên tiếng bảo vệ những vị tu chân thật như sư Minh Tuệ và sư Minh Đạo. Tôi không có khả năng hoằng dương Phật Pháp, đó là công việc của các vị sư. Tôi chỉ đơn giản là bảo vệ những người tôi cho là tu hành chân chính. Chính vì sự chân thật trong tu hành của họ mà những kẻ mượn đạo tạo đời như Huệ Thuận hay Thích Chân Quang mới bị lộ rõ bản chất. Huệ Thuận có thể nói tôi hồ đồ hay không hiểu Phật Pháp bao nhiêu cũng được, tôi không cần bận tâm. Tôi đã từng là một chính khách, từng là nghị viên đầu tiên của Việt Nam ở thành phố Houston. Tôi là luật sư hành nghề nhiều năm. Bằng tiến sĩ luật của tôi từ Texas sau dừng University là sự chứng nhận của công việc và nỗ lực của tôi. Nhưng điều đó không liên quan gì đến việc hiểu biết về Phật Pháp và việc bảo vệ những vị tu hành chân chính. Huệ căn là bản chất con người, như tôi đã nói trước đây. Khi Huệ Thuận nói về việc sư Minh Tuệ nhận bái lạy từ thiện nam tín nữ, tôi đã nói rõ rằng đó là Huệ căn. Giống như cách mà người Tây Tạng tôn kính các vị Đạt Lai Lạt Ma, tin rằng họ tái sinh, và ngay cả khi họ chỉ là một đứa trẻ, vẫn được người đời bái lạy. Thế thì tại sao Huệ Thuận lại nói rằng sư Minh Tuệ đi đường tắt? Nếu Huệ Thuận có cơ hội ngồi với tôi trong một buổi livestream, tôi sẽ hỏi thẳng, thế nào gọi là đi đường tắt? Nếu tin vào luân hồi, thì kiếp trước có thể là một vị phương trượng, một vị A-la-hán. Khi luân hồi trở lại, được bái lạy là điều dễ hiểu. Nhưng cách nói của Huệ Thuận chỉ cho thấy bản chất thật sự của ông ta. Tôi, Hoàng Duy Hùng, khẳng định rằng Huệ Thuận là một kẻ lưu manh, tiểu nhân, mượn đạo tạo đời, và do đó là một tên ma tăng.